Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp hiện đang là ngành kinh tế tiêu thụ năng lượng rất lớn. Điều này sẽ tiếp diễn trong nhiều năm tới khi Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa. Có thể nói sự gia tăng năng lượng sử dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp là mối lo lắng của các nhà làm chính sách Việt Nam. Tiết kiệm năng lượng đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như tiết giảm chi phí sản xuất, vận hành, nâng cao khả năng cạnh tranh, năng lực ứng dụng công nghệ cũng như uy tín thương hiệu trong bối cảnh sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên đang trở thành tiêu chí trong cạnh tranh thương mại toàn cầu. Bộ Công Thương đã tăng cường thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội thông qua triển khai đồng bộ và triệt để các giải pháp quản lý, kỹ thuật tập trung vào những ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. Đồng thời cũng có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo đánh giá của Bộ Công Thương tôi thì Việt Nam chúng ta có cái tiềm năng về tiết kiệm năng lượng ở mức rất là cao. Cụ thể là trong lĩnh vực công nghiệp thì cái tiềm năng kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng của chúng ta có thể là từ 20-35% tùy theo cái ngành nghề lĩnh vực. Trong lĩnh vực xây dựng và công trình xây dựng thì cái tiềm năng tiết kiệm cũng được Bộ Xây dựng đánh giá là từ 25-35%. Hoạt động dán nhãn năng lượng đã được triển khai mạnh mẽ thời gian qua. Tính đến nay, có gần 300 sản phẩm được công nhận và dán nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất. 11 thương hiệu đã được Bộ Công Thương tôn vinh với các sản phẩm như điều hòa không khí, máy giặt, bình nước nóng, đèn LED chiếu sáng, máy biến áp, động cơ điện. Doanh nghiệp này đã dừng sản xuất sản phẩm đèn huỳnh quang, compact hiệu suất thấp. Thời điểm hiện tại, những sản phẩm này không còn tồn kho hay lưu thông trên thị trường. Doanh nghiệp đã chuyển hoàn toàn sang sản xuất các sản phẩm đèn LED hiệu suất cao được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Hiện nay, doanh nghiệp đang phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ 4.0 Make in Việt Nam trong các lĩnh vực chiếu sáng dân dụng và chuyên dụng, Smart Home, Smart City, Smart Farm. Giảm Đông cung cấp hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0 của mình, tức là những cái sản phẩm mà được tích hợp những công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bao gồm là công nghệ vật lý vật liệu, công nghệ năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ số. Những giải pháp rất là thông minh để tiết kiệm năng lượng trong indoor, trong ngôi nhà, trong tòa nhà, trong các building cũng như vậy. Các hệ thống thông minh được ứng dụng rất là rộng rãi và nhiều thế năng lượng sử dụng rất có hiệu quả và an toàn. Có nhiều giải pháp về tiết kiệm năng lượng, trong đó việc ưu tiên thực hiện các giải pháp đầu tư đổi mới công nghệ để cải thiện chế độ sử dụng năng lượng và giảm suất tiêu hao năng lượng trên đơn vị sản phẩm được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng được áp dụng tại các cơ sở sử dụng năng lượng đã có hiệu quả rất lớn, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm TV, máy giặt, tủ lạnh, thiết bị nhà bếp, điều hòa của doanh nghiệp này luôn áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là nhãn hàng động cơ công nghiệp luôn thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia trong lĩnh vực thiết bị và máy móc tiết kiệm năng lượng, bởi hiệu suất tiêu thụ năng lượng luôn đạt tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cao. Nhận thức được việc tiết kiệm năng lượng cũng như việc tiêu thụ năng lượng điện là quan trọng, thì bắt đầu từ năm 2018 là đã bắt đầu tham gia nghiên cứu phát triển những sản phẩm phục vụ cho thị trường Việt Nam. Thì tháng 4 vừa rồi là chính thức Toshiba Việt Nam là tham gia cung cấp sản phẩm cho thị trường Việt Nam. Do đó là việc mà tham gia các chương trình phát động về hiệu quả năng lượng của Bộ Công Thương là được công ty là đánh giá rất là cao và tích cực tham gia hàng năm. Để đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn 2019-2025 và 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc theo chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, còn gọi là chương trình VNEEP3, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chính phủ đặt ra đó là chương trình chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, chỉ tính riêng chương trình dán nhãn năng lượng cho sản phẩm điều hòa không khí gia dụng đã dán nhãn dưới 40.000 BTU kinh doanh trên thị trường. Có 62,8% mẫu lưu hành đạt mức hiệu suất cao từ 4 sao đến 5 sao. Khi mà trang bị thiết bị mới thì đều phải sử dụng các cái thiết bị có cái dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Đấy là mà bắt buộc luôn chứ không phải là tuyên truyền nữa. Và đến nay thì các cái thiết bị cũng đã được gần như là cải tiến gần hết rồi, không còn những cái đơn vị nào mà còn những cái thiết bị sử dụng hiệu quả thấp. Nhu cầu năng lượng cho sản xuất và đời sống ngày càng tăng cao, trong khi các nguồn tài nguyên hóa thạch đang dần cạn kiệt, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, thì việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp hữu hiệu, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế gắn với sản xuất xanh và bảo vệ môi trường.
Theo các chuyên gia trong ngành, cùng với các cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào thị trường công nghệ tiết kiệm năng lượng cũng cần coi trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong việc đảm bảo nguồn năng lượng cho chính bản thân mỗi người, mỗi gia đình, doanh nghiệp đến an ninh năng lượng của quốc gia.